12, 14, 16, 18, 20. Tất cả quý ba anh chị thì hôm nay cũng đã rất là lâu rồi em mới bắt đầu lại về sâm dễ ngọc. Cái lô sâm này thì nói chung là cái hàng dễ ngọc này thì nó là một cái mã nhỏ thôi, nhưng mà ngọc rất dày mọi người nhá. Đấy, đây ví dụ này, mấy củ nhỏ này. Hàng này ngọc rất dày, cái mã này nó giống như cái mã của em về năm 2020 ấy. Cái hàng này nó rất là đẹp ở chỗ là 2020, 2021 em về mà em lên cùng Lan Kim Tuyến. Nó trông nó rất là nghệ thuật nhá, cái hàng này này. Đấy, nhưng cái hàng này thì cực kỳ nhỏ. Hàng này thì nó sẽ rơi khoảng tầm cỡ 30 củ một cân. Đấy, khoảng trung bình khoảng 30 củ một cân. Và có khi còn bé hơn một chút nữa nếu nhặt cái hàng nhỏ nhỏ như trên tay em. Còn nếu to hẳn, to như mấy củ này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 25 củ. 25 củ một cân. Thì cái mã này này thì giá của nó thì nó sẽ chia theo size. Và em sẽ không báo trên video bởi vì thực ra là nó như này. Những cái mã hàng này thì phải nói quan điểm rõ ràng đó là một trong số những mã hàng đắt. Đó, cái mã hàng này thì em sẽ không báo giá bởi vì giá của em ấy gần như là nó rất là tốt. Nên rất là nhiều người ấy lấy cái hình ảnh của em sau đó là lại báo cái giá của em nhưng mà lại bán một cái mã hàng khác. Nên là thành ra là em rất là dễ mang tiếng. Có người đây như hôm qua này có rất là nhiều người bảo em sao bán sâm mầm đắt thế. Ở trên Facebook mà người ta bán cái sâm có 300.000 một cân nhưng thực ra đấy nó là củ cắt cánh mọi người. Đấy. Người ta chỉ mua ở chợ ấy, người ta chỉ mua có 30.000, 40.000 một cân, sau đó về người ta bán 300.000. Người ta lãi 10 lần, gấp 10 lần, người ta chạy quảng cáo người ta bán lừa. Đó, thì hôm nay là nếu riêng về cái mã dễ ngọc này em sẽ không báo giá trên live. Đó, em chỉ quay cho mọi người xem. Cái hàng này thì quá đẹp luôn. Nếu mà nói về ấy, ngọc thì gần như là chọn từng củ một. Cái hàng này thì gần như không phải chọn, hầu như là củ nào cũng như củ nào hết. Và sau đó là ngọc cũng rất là nhiều. Đây, dễ rất dày và ngọc rất nhiều. Hàng cực kỳ đẹp. Đó, hàng này thì chắc là cũng rất là lâu rồi mới mua được những cái mã đẹp như này. Và em thì không rất ít khi đăng ở trên Zalo về hàng mã chuẩn bị về. Nên thành ra là rất là nhiều quý cô bác anh chị mà khi mà thấy em về sâm thì mọi người bảo là hay bị đậm. Đó, cái hàng này. Đó. Thì em cứ cân thử một cân hàng xô để cho mọi người quan sát xem là nó khoảng bao nhiêu củ một cân. Đó. Đợi em một chút. Cân thử cho mọi người xem. Đây, cân này không, được 4 này. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 và 25 củ đấy, khoảng 25 củ một cân. Đó, đấy là hàng xô. Và hàng này thì sẽ có lọc hàng to ra thì nó sẽ rơi khoảng tầm cỡ 15 củ. Và hàng nhỏ hạn thì nó sẽ rơi khoảng 30-30. Đấy, đúng như dự đoán của em. Đó, ở trong cái này nó cân hàng xô thì nó sẽ có gồm có mấy củ to đây. Đây mọi người nhìn này, củ to quá đẹp luôn. Hàng này. Đấy. Hàng này thì chắc chắn là em sẽ phải, nếu ấy thì em sẽ lọc chia size to bé riêng chứ không để chung một mã. Đó. Còn nói chung là mọi người để ý này, cái hàng bé này. Nếu mà nói về hàng bé thì dễ ngọc sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đó, đấy, hàng dễ ngọc này rất đẹp. Hàng này nói chung là riêng nói về dễ ngọc nha thì ngâm lên rượu uống không bao giờ đắng, ngọt và rất thơm. Đấy, nó có những cái nốt sần sần ở trên dễ này, này nó là cái nốt mà của vi khuẩn cộng sinh với cả dễ sâm ấy. Đấy, tạo ra một cái lượng đường. Thế là nên là ra cái rượu nó rất là thơm và ngon. Những cái đường ở trong cái củ sâm này nó sẽ không gây gây bệnh mà nó rất là tốt cho sức khỏe. Đó, rất là đẹp. Đấy, kéo trên video. Mọi người đấy, dễ rất nhiều. Hàng này mà rửa lên nhá, mà lên bình, lên 1-2 bình thì thôi, rất là tuyệt vời. Đó, em sẽ có thể là em sẽ lên thử mấy củ một bình để làm mẫu cho mọi người xem. Hàng thì rất là nhiều nên là em sẽ vẫn cứ quay và làm mẫu để cho mọi người xem cái chất lượng hàng của nó đến đâu. Đó, cái hàng này thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368 950 859 hoặc kết bạn Zalo với em.
theo số điện thoại đấy, hoặc là mọi người gọi số 0941 632 236. Cái thùng này này của em là có 20 cân, ai nhanh tay thì em sẽ bán cho mọi người, còn đâu thực ra là hàng này không có nhiều để mà có thể chơi đó. Thì rất là cảm ơn cái video này này, thì em sẽ chỉ quay đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.